tục bên trong là các bộ phận trong thân thể đều xinh đẹp và đáng quý ha. Và thân có mùi thơm, thân có mùi thơm, thân có mùi thơm, cái này có cần không quý vị? Cần lắm ha. Cô là cực kỳ nhạy cảm mùi người. Quý vị nào mà ở Hàn Quốc mà đi tàu điện ngầm chắc có cảm giác này không? Nhất là cái mùa đông. Ôi, mặc rất là nhiều lớp. Hàn Quốc thì hay ăn kim chi có mùi với lại thịt nướng đồ các kiểu. Xong rồi lên tàu điện ngầm, một cái hỗn hợp mùi. Thậm chí ai đó mà xịt nước hoa một cái nữa là chỉ muốn đổi tàu đi cái ga khác cho rồi luôn đó, đúng không? Thân thể mình tỏa ra mùi thơm thì ai cũng quý kính. Cái này là không phải là đi xịt nước hoa mà được ha. Tự mình không có tiết ra. Cô có nghe quý vị, đây là quý vị thiền sư đó, mà quý ngài chia sẻ với mình đó. Hay trong trường đại học sư cô học đó, là có rất là nhiều sư nam tông, rất là nhiều sư nam truyền, và thậm chí sư bắc truyền cũng có rất là nhiều người thực tập thiền tập đó quý vị. Thì quý ngài chia sẻ là có những cái lúc đó, là quý ngài mà hạ thủ công phu đó chừng 1 đến 3 tháng là cơ thể nó bài tiết ra cái chất rất là mùi luôn. Nghĩa là cái đó là bao nhiêu cái bận nhơ, cái cấu uế từ trong tâm tới thân, mà cái hạ thủ công phu của quý ngài làm bài tiết ra được tất cả các cái mùi trên người cơ thể đó. Sau đó, sau cái thời gian hạ thủ công phu đó là không có toát mồ hôi, mùi hôi, không có hôi luôn. Thậm chí có người nuốt nước bọt mà nước bọt nó ngọt như cam lồ luôn đó quý vị. Khủng khiếp không? Đó là cái công phu tu tập của người ta hiện đời nay đó nghe. Chứ không phải nói là cái thời xưa các bậc thánh thì người ta còn thanh tịnh và trong sáng cỡ nào. Bởi vậy người ta nhìn mình là cái thân mình ô nhiễm nè. Chỉ có mình Đức Phật mới nói, hồi đó cô giảng năm ngoái, cô giảng kinh Pháp Cú có ai nghe không? Có ai nghe cái bài kinh Pháp Cú mà Phật dạy cho cô công chúa Nang Đà Ha Khôi là em gái ruột của mình không? Đó giảng mà nhơ ế lắm, cái thân này thân ấy, cái thân ấy cái thân này, Phật nói nó ghê lắm đó. Mà mình chưa tu thì mình thấy nó đẹp tại mình make up nè, giờ mình mặc đồ đẹp nè, mình tưởng nó thơm tho lắm, mà Phật phân tích ra đâu có gì thơm tho đâu. Ngay cả Anna